VN Youtuber xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Liên quan đến thông tin Việt Nam đưa một số bệ phóng tên lửa ra trường xa Trong các bản tin trước Chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn Những bình luận của báo chí Trung Quốc Trong bản tin này Mời các bạn cùng theo dõi quan điểm bình luận Của các chuyên gia quốc tế Mà cụ thể là những chuyên gia đến từ Nga và Mỹ Về thông tin này Trước hết là ông Franz Stephen Gady Một thành viên cao cấp của Viện Đông Tây đồng thời là trợ giảng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia tại Đại học Quốc phòng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày hôm 10 tháng 8, đã viết cho tạp chí The Diplomat rằng Mặc dù có việc triển khai các bệ phóng tên lửa di động, nó sẽ không làm thay đổi về cơ bản, cán cân quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông. Các căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông đã được đặt trong tầm ngắm của các hệ thống vũ khí Việt Nam một thời gian. Việt Nam có những thứ khác như tên lửa tầm xa K-300P Bassin mua năm 2011, và S-300PMU-2 mùa năm 2012. Việt Nam cũng đã có một số tên lửa hành trình chống tàu và tấn công mặt đất, bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh 3M14E Club có khả năng vươn tới Trung Quốc đại lục. Do đó, việc triển khai tên lửa Extra quan trọng nhất cần được xem là một động thái của Hà Nội nhằm gửi tín hiệu quyết tâm đến Bắc Kinh. Gây cũng viết, như tôi đã nói trước đây, kế hoạch quân sự của Việt Nam để đối phó với Trung Quốc là tính chất phòng thủ và xây dựng khu vực chống tiếp cận hoặc chiến lược từ chối tiếp cận dày đặc, khai thác lợi thế bất đối xứng bằng cách chẳng hạn sử dụng tàu ngầm diesel điện mới để khai thác điểm yếu của Trung Quốc. Hơn nữa, tôi đã giải thích, mục tiêu cuối cùng của Việt Nam là ngăn chặn hành động triển khai các tàu hải quân trong cái gọi là kịch bản vùng cưỡng ép xám, trong đó bao gồm việc sử dụng tàu hải cảnh và các tàu dân quân biển để phong tỏa các đảo và nền tảng mà Việt Nam đang chốt giữ trên biển Đông trong khi tránh mở ra xung đột. Thưa các bạn, trong khi đó, hôm 12 tháng 8, trên báo mạng của Đài Tiếng Nói Nước Nga phiên bản tiếng Việt có bài Việt Nam từ lời nói đến hành động. Bài báo đã trích dẫn lời giáo sư sử học Vladimir Kolotov, chủ nhiệm bộ môn lịch sử Viễn Đông của Đại học Saint Petersburg. Khi bình luận về thông tin Việt Nam đã triển khai bệ phóng tên lửa ra một số đảo ở trường Sa, vị giáo sư này nhận định trên thế giới hiện nay cần phải bảo vệ lập trường của mình không chỉ trên lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể. Ông nói, trong một thời gian dài, Việt Nam đã kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế, đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng các biện pháp hòa bình thông qua các kênh ngoại giao. Nhưng những tuyên bố như vậy không có ảnh hưởng gì tới Trung Quốc. Bắc Kinh đã thực hiện những bước đi đơn phương bao gồm cả việc sử dụng lực lượng vũ trang nhằm mở rộng vùng kiểm soát của mình, bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo và cơ sở hạ tầng quân sự ở đó. Việt Nam đã hết kiên nhẫn và bắt đầu bố trí trên một số đảo các dàn phóng tên lửa để bảo vệ lợi ích của mình sự cân bằng quyền lực trong khu vực đã thay đổi rất nhiều, có lợi cho Trung Quốc. Việt Nam đang thực hiện những bước đi nhỏ đầu tiên để chấn chỉnh tình trạng này. Hà Nội không muốn để tái diễn các sự kiện năm 1988. Đây là lãnh thổ của Việt Nam và nếu xét thấy cần thiết, họ có quyền di chuyển bất kỳ loại vũ khí nào trong vùng lãnh thổ có chủ quyền của mình. Việt Nam sở hữu không chỉ một số lượng hạn chế các hệ thống tên lửa của Israel đang được đưa ra các hòn đảo. Việt Nam còn có các hệ thống tên lửa mạnh hơn của Nga các tàu ngầm và các loại vũ khí hiện đại khác. Không nên quên rằng Việt Nam là quốc gia với sức mạnh quân sự lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Và trong thế kỷ 20, Việt Nam không hề thua một cuộc chiến nào. Giáo sư Vladimir Kolotov cũng cho rằng Việt Nam đã thực hiện bước đi trong ván cờ chính trị khu vực. Ông nói rằng đã đến lúc hành động. Trong các cuộc thảo luận nên đưa ra những luận chứng mới để các đối tác nghe rõ hơn ý kiến của các chính trị gia và các nhà ngoại giao Việt Nam. Một điểm đáng chú ý của bài báo là nó cũng đã trích dẫn lời bình luận của ông Kolotov về việc phản ứng của Mỹ đối với thông tin Việt Nam đưa bệ phóng tên lửa ra trường Sa. Giáo sư Kolotov nói, Xét cho cùng thì chính nhờ vào nước Mỹ trong năm 1974, Trung Quốc đã bắt đầu bành trướng tại Biển Đông. Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa sau khi rút hết quân đồn trú của Việt Nam Cộng Hòa bố trí ở đó. Mỹ cũng đã im lặng trong năm 1988 khi Trung Quốc chiếm đảo Trường Sa. Thế thì tại sao bây giờ họ phải đứng về phía Việt Nam. Không có lý do nào để hy vọng vào Hoa Kỳ. Hãy xem những gì đang xảy ra trên thực tế. Mà trên thực tế, người Mỹ muốn để các nước khác kiểm chế Trung Quốc trong khu vực. Họ chỉ bảo vệ các lợi ích riêng của mình và lợi ích của Việt Nam và Hoa Kỳ không phải luôn luôn trùng hợp với nhau. Cần phải nhớ rằng, ý tưởng về đường chín đoạn trong Biển Đông do quốc dân đảng Trung Quốc đề xướng trong năm 1947. Và Hoa Kỳ cũng dính đến vụ việc bởi vì khi đó quốc dân đảng Trung Quốc nằm dưới sự ảnh hưởng mạnh của Mỹ. Các bạn thân mến, như vậy quan điểm của cả hai chuyên gia Nga và Mỹ đều có chỗ chung là với động thái đưa bệ phóng tên lửa ra trường xa, Việt Nam muốn gửi thông điệp đến Trung Quốc về quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình sau khi tất cả những lời kêu gọi của Việt Nam chẳng nhận được lời đáp. Ngoài điểm chung đó, chuyên gia KD đưa ra nhận xét với ý rằng không phải đến bây giờ mà từ khi Việt Nam mua các hệ thống vũ khí như K-300P hoặc S-300PMU2 và các tên lửa 3M14E thì các cơ sở của Trung Quốc ở Biển Đông đã nằm trong tầm ngắm của chúng. Chỗ này xin chú thích là thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, viết tắt là SIPRI, ghi nhận rằng năm 2012, Việt Nam đã đặt mua 4 hệ thống phòng không S-300 PMU-2 từ Nga trong một hợp đồng trị giá hơn 400 triệu đô. Tuy nhiên, cho đến nay Việt Nam mới chỉ thực tế hoạt động có 2 hệ thống S-300 PMU-1 mà chưa thấy xuất hiện S-300 PMU-2. Cho nên có lẽ khi nói tới hệ thống vũ khí này là chuyên gia Gedi dựa trên số liệu của SIPRI. Bên cạnh đó, ông Gedi cũng cho rằng Động thái này của Việt Nam nhằm ngăn chặn ý đồ của Trung Quốc định dùng các tàu hải cảnh và tàu dân quân biển bao vây các đảo mà Việt Nam đang đóng giữ ở trên biển Đông. Có lẽ nhận định này của Gây đi cũng là có cơ sở khi Trung Quốc thời gian qua đã sử dụng các tàu hải quân 100% nhưng sơn màu thành tàu hải cảnh để tung đi bảo vệ những đội tàu đánh cá trá hình hoạt động mạnh trong các vùng biển đang tranh chấp hoặc thậm chí xông cả vào các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của nước khác. Thêm vào đó, đầu tháng 8 này, Tân Hoa xã còn đưa tin ông Thường Vạn Toàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc lớn tiếng hô hào chuẩn bị chiến tranh nhân dân trên biển. Riêng vị giáo sư Nga thì có vẻ thẳng thắn bày tỏ lập trường ủng hộ Việt Nam khi ông phát biểu rằng Hà Nội không muốn để tái diễn các sự kiện năm 1988, đây là lãnh thổ của Việt Nam và nếu xét thấy cần thiết, họ có quyền di chuyển bất kỳ loại vũ khí nào trong vùng lãnh thổ có chủ quyền của mình. Chúng ta cũng nên lưu tâm tới câu nói có tính chất khen ngợi của ông Kolotov rằng không nên quên rằng Việt Nam là quốc gia với sức mạnh quân sự lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và trong thế kỷ 20, Việt Nam không hề thua một cuộc chiến nào. Thưa các bạn, đúng là Việt Nam có một lực lượng vũ trang lớn nhất nhì ở Đông Nam Á và trong quá khứ từng thắng Pháp đuổi được Mỹ. Tuy vậy, cái giá của những cuộc chiến đó cũng rất lớn và để lại hậu quả lâu dài. Bởi vậy, tôi cho rằng chúng ta nên thận trọng với những lời khen ngợi như của giáo sư Kolotov. Một khi xung đột Việt-Trung lại nổ ra trên biển thì cả Nga và Mỹ đều chẳng mất mát gì mà thậm chí có khi còn có lợi, nhưng người đầu tiên chịu thiệt lại là Việt Nam bản tin của chúng tôi hôm nay tới đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại